Chào các em, buổi học ngày hôm nay thầy Ngọc Hải hướng dẫn cho các em cách áp dụng định luật bảo toàn động lượng bằng sơ đồ cho một bài toán vật lý hạt nhân. Cụ thể là với phần này, nếu như chúng ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng, chúng ta triển khai một cách bình thường như kiến thức phần lớp 10, rồi suy ra lời giải thì nó rất dài. Nhưng đối với phần này thì thầy đã sơ đồ hóa cái cách mà chúng ta triển khai khi áp dụng bài toán động lượng. Thế cụ thể phương pháp này được làm như thế nào? Cơ sở lý thuyết ra làm sao thì thầy phân tích một số nội dung liên quan đến phần cơ sở, từ đó đưa ra cái sơ đồ, và với cái sơ đồ đó chúng ta áp dụng cho bài toán rất là thuận lợi. Thì cụ thể trong phần này, phần chi tiết ở pen C được thầy giảng rất chi tiết, trong pen Y thì cũng có rất nhiều bài trong đề thi minh họa, đề thi thử có những bài áp dụng cái phần này, và trong đề thi trung học phổ thông quốc gia chúng ta cũng đã được gặp những bài này khá nhiều lần ở các đề thi các năm khác nhau. Thì thầy dần dần sẽ giải quyết hết các vấn đề đó trong buổi hôm nay. Bây giờ cụ thể thầy đưa ra cái phần lý thuyết phương pháp là tại sao từ định luật bảo toàn động lượng ta lại rút ra sơ đồ, cụ thể như sau. Giả sử thầy xét như sau, xét một phương trình là hạt nhân A có Z1 A1 tương tác với hạt nhân B Z2 A2 tạo thành hạt nhân C Z3 A3 cộng hạt nhân D Z4 A4. Đấy, chúng ta có cái phương trình này. Từ hạt nhân A tương tác với hạt nhân B để sinh ra hạt nhân mới là CD. Thì chúng ta biết là trong phản ứng hạt nhân thì bao giờ cũng có một khối chất đứng yên và hạt nhân khác. Ví dụ hạt nhân A tương tác với hạt nhân B thì sinh ra các hạt nhân mới. Cho nên bao giờ thì động lượng cũng có động lượng của một hạt là bằng 0. Đấy, ví dụ thế. Thì ở đây chúng ta có được gì? Áp dụng bảo toàn động lượng là gì? Là động lượng của hạt nhân A sẽ bằng động lượng hạt nhân C cộng động lượng hạt nhân D. Tức phản ứng hạt nhân làm hệ kín, thì trong hệ kín này động lượng được bảo toàn, và tổng động lượng trước phản ứng bằng tổng động lượng sau phản ứng. Trong hoàn cảnh này là động lượng thằng B bằng 0. Như vậy động lượng A bằng động lượng C cộng động lượng D. Thế đấy là cái công thức liên quan đến định luật bảo toàn động lượng. Nếu ta trực tiếp ta làm này thì nó cũng ra, thì nó dài. Nhưng bây giờ thầy sẽ triển khai để thầy đưa ra cái sơ đồ để chúng ta hình dung ra. Trường hợp thứ nhất là bài toán cho góc giữa hai hạt CD. Ví dụ cho PC với PD là alpha. Thì làm sao? Thì sử dụng giả thiết alpha này như thế nào? Thì từ sau ta suy ra như sau. Bình phương lên thì PA bình phương bằng PC bình phương cộng PD bình phương cộng 2 lần PC nhân PD nhân cos cộng alpha. Đấy, ta có như thế. Và trong cái bài toán vật lý hạt nhân này thì cái đích của chúng ta phải đưa ra phương trình của động năng. Và ta biết như sau này. Chú ý cho trước khi viết thì chúng ta có chú ý chỗ này nhé. Thầy viết chỗ này để chúng ta hình dung ra. Động lượng thì P bằng MV. Động năng thì K bằng 1 phần 2 MV bình. Đấy, động năng trong phần vật lý hạt nhân ta ký hiệu là K. Thì từ đây ta suy được P bình này. P bình bằng M bình V bình. Thì thầy viết thành là 2M nhân 1 phần 2 MV bình. Đấy, 2 mất đi. M này chính là M bình. M bình V bình chính là P bình. Rồi. Mà cả cái nhóm này của chúng ta chính là K. Như cái này bằng 2MK. Rồi, thầy nói lại nhé, cái đích của chúng ta là đưa ra một phương trình của động năng. Thế từ đây ta có điều sau này. Ta thay vào ta suy được 2MA KA bằng 2MC KC cộng 2MD KD cộng với 2 nhân căn của PC bình nhân PD bình. PC bình thì 2MC KC nhân 2MD KD. Đấy, nhân cos alpha. Rồi. Thế ta giản ước hết hai ở đây đi. Rồi hai số 2 nhân với nhau lôi ra ngoài thì ta được cái phương trình sau. MA KA bằng MC KC cộng MD KD cộng 2 số 2 nhân ra ngoài 2 lần cos
alpha nhân căn MC KC nhân MD KD. Thì đây là một phương trình. Từ định luật bảo toàn động lượng, nếu có góc giữa hai hạt CD thì ta viết được phương trình này. Lát nữa thầy sẽ nói cái sơ đồ, nhìn vào sơ đồ ta viết ngay được phương trình này mà không phải triển khai như này nữa. Rồi, trường hợp thứ hai. Trường hợp 2, nếu người ta cho góc giữa A và C bằng beta thì ta làm thế nào? Muốn xuất hiện góc giữa A và C, ta cho AC sang một vế, PA và BC sang một vế. Thì từ sau ta suy ra điều sau. PA trừ PC bằng PD. Rồi bây giờ chúng ta bình phương lên. Ta bình phương lên ra được điều gì? PA bình phương cộng PC bình phương trừ 2PA nhân PC nhân cos góc giữa hai cái vector PABC là góc beta bằng PD bình phương. Đấy. Tôi hoàn toàn bình phương lên phát ra được điều này. Bây giờ lại thay P bình bằng 2MK bằng. Thì ta suy ra được gì? 2MA nhân KA cộng 2MC nhân KC trừ 2. Cái này cho căn này. Căn của 2MA KA. Đấy. PA bình thì bằng căn PA thì bằng căn của PA bình mà PA bình bằng cái này. 2MC KC nhân cos beta bằng 2MD KD. Rồi. Viết gọn gàng lại thì ra cái điều sau. Bỏ hết hai vế đi. Thì ta có được là MA KA cộng MC KC trừ 2 số 2 nhân lôi ra ngoài. Thì cốt này thì viết trước. Nhân căn MA KA nhân MC KC bằng MD KD. Rồi, đây có phương trình này. Đó. Thế bây giờ làm thế nào để có hai giả thiết này, ta suy ngay được hai phương trình này mà không cần phải trình bày dài dòng này, thì đấy là cái đích của thầy, cái mong muốn của thầy, dùng áp dụng định luật bảo toàn động lượng bằng sơ đồ cho bài toán vật lý hạt nhân. Hãy nhớ là bằng sơ đồ. Thế bây giờ thầy sơ đồ hóa cái này để chúng ta hình dung sao nhé. Nhìn này, thầy viết cái phương trình, viết lại phương trình ở đây nhé, để dùng một phần khác này. A Z1 A1 cộng với B Z2 A2 tạo ra C Z3 A3 cộng với D Z4 A4. Đấy. Khi chúng ta xét bài toán vật lý hạt nhân với bài toán người ta cho góc thì cái đầu tiên ta làm như sau. Bao giờ cũng có một hạt động lượng bằng 0, thì giả sử đây là động lượng hạt B bằng 0. Còn hạt A này, động năng là KA nhân khối lượng của nó. Khối lượng khi chúng ta xét bài toán áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho bài toán vật lý hạt nhân này thì ta lấy M xấp xỉ bằng số khối cho nó gọn gàng. Số khối của A chính là A1. Đấy, ta biết là A1 KA, đây chính là MA KA. A3 KC A4 KD. Đây là MCKC, đây là MDKD. Thế nếu như bài toán cho góc giữa hai hạt CD, ta vẽ vào đây. Sơ đồ góc giữa hạt CD này. Hai hạt CD là cùng phía. Phía đây là phía phương trình này. Đây là một phía, đây là phía thứ hai. Thì đây là hai hạt cùng phía là cộng 2 cos nhân căn cos alpha nhân căn. Căn của gì? Căn của hai nhóm này nhân với nhau. Đấy. Thì với cái sơ đồ này ta viết ngay ra được cái phương trình này. Cụ thể là như sau. Đọc sơ đồ nhé. Cả cái nhóm liên quan này, cả cái nhóm liên kết với nhau này thì bằng cái nhóm còn lại này. Đây chính là MAKA bằng MCKC cộng MDKD
cộng 2 cos alpha căn. Căn của cái gì? Của hai nhóm nhân với nhau là MA MCKC nhân MDKD. Thì đấy ra được cái phương trình này. Đấy. Thầy nói lại nhé. Từ cái sơ đồ đấy ta viết ngay cái điều này. MAK bằng cái nhóm còn lại. Nhóm còn lại là liên quan C và D. Hai thằng cùng phía thì là cộng 2 cos căn. Thì sẽ gọn gàng. Cộng 2 cos căn là căn của hai nhóm nhân với nhau. Rồi. Tiếp tục tình huống thứ hai. Trường thứ hai. Nếu người cho góc của hai thằng khác phía, ví dụ người cho góc giữa A và C, thì ta vẽ góc giữa A và C ra, nối hai thằng với nhau. Hai hạt này khác phía thì đây không phải là trừ cộng mà đây là trừ 2 cos beta nhân căn. Căn của gì? Cũng của hai nhóm anh em với nhau. Nghĩa là gì? Chúng ta viết ngay được cái điều này bằng cách là cái nhóm liên kết này tổng cái nhóm liên kết này bằng cái phần còn lại. Nhóm liên kết này này tức là gì? MAK cộng MCKC trừ 2 cos beta căn của MAK nhân với MCKC bằng nhóm còn lại MDKD. Thì đấy chính là phương trình này. Đấy. Thì với cái sơ đồ này chúng ta sẽ giải quyết trọn vẹn bài toán liên quan đến vật lý hạt nhân mà đề bài cho một góc. Chúng ta phải áp dụng định luật bảo toàn động lượng. Chúng ta không cần trình bày một cách tường minh như thế này mà chúng ta chỉ cần vẽ sơ đồ ra là áp dụng được ngay. Sau đây thầy sẽ lấy một hai ví dụ để các em hình dung cách vận dụng cái sơ đồ này trong phần áp dụng định luật bảo toàn động lượng để giải quyết bài toán vật lý hạt nhân. Bây giờ chúng ta cùng làm bài ví dụ 1 để áp dụng cái sơ đồ thầy vừa phân tích ở phần lý thuyết. Đề bài cho là sau: dùng proton bắn hạt nhân peri đứng yên. Tức là bài toán này ta có là H11 này. 11 tương tác với hạt Be49, hạt này đứng yên này. Sinh ra hai hạt. Hai hạt sinh ra là He và X. He là He24 và X. Rồi, X sẽ là gì? Áp dụng bảo toàn số khối thì 1 cộng 9 là 10 thì bằng 4 cộng với thằng này. Như vậy cái này là 6. 1 cộng 4 là 5, 5 thì bằng 2 cộng cái hạt cái Z đây. Như vậy Z này bằng 3. 2, 3, 2 cộng 3 là 5, 4 cộng 6 là 10, đúng rồi. Rồi, tiếp theo gì nữa? Hai hạt sinh ra, biết hạt He sinh ra có vận tốc vuông góc với proton. Hạt He và proton vuông góc với nhau, tức là người cho góc giữa hai này. Đấy, hai thằng khác phía là trừ 2 cos. Cos góc này góc là bao nhiêu? Hai vuông góc với nhau là 90 độ nhân căn. Căn của hai cái nhóm này nhân với nhau. Cái nhóm này là gì? Động năng của proton người cho là 5,45. Động năng proton 5,45. A là 1 này, 5,45. Rồi. Hạt Pe đứng yên. Động năng của He là 4. Động năng He là 4. 4 này nhân KHe. KHe là 4,00. Rồi. Hạt X không biết. Thì đây là 6 nhân kx. Đấy. Thì nói lại là với bài toán liên quan đến định luật bảo toàn động lượng trong phần phương trình phản ứng hạt nhân thì ta viết chỗ này là AK viết hết ra. Cái gì đề bài cho vào thì điền vào, cái gì đề bài chưa cho thì chúng ta để nguyên ký hiệu. Người ta cho góc giữa hai hạt khác phía thì ta đánh dấu sơ đồ vào đây, hai liên quan He và H và proton. Ta liên quan sơ đồ vẽ mũi tên này. Hai hạt khác phía thì trừ 2 cos góc của nó. Góc trong trường hợp này, hai hạt này bay ra với phương vuông góc với nhau. Nhân căn của hai nhóm này nhân với nhau. Như vậy từ đây ta viết ngay là phương trình gì? Từ sơ đồ ta có ngay là phương trình gì? Cái nhóm liên kết này bằng nhóm còn lại. Tức là 1 x 5,45 cộng với 4 x 4 cộng với trừ chứ. Nếu nhìn nhanh thì cos 90 bằng 0, chỗ này ta không phải viết. Nhưng thầy cứ viết ra để ta nhìn nó rõ. 2 cos 90 nhân căn. Căn của hai nhóm này nhân với nhau cho vào trong căn. Là 1 x 5,45 nhân 4 nhân 4,00. Rồi. Bằng nhóm còn lại bằng 6 cái. Thì đây là cái một cái phương trình người ta cho. Thầy viết gọn lại nhé. Là 5,45 cộng với cái chỗ này. 5,45
cộng với đây là 16 bằng 6 cái x. Cái chỗ này bằng 0 rồi. Thì có một phương trình này. Đương nhiên từ đây xuyên ngay là cái x bằng bao nhiêu đó. Nhưng thầy cứ để đấy đã. Quan trọng nhất là chúng ta phải có cái gì để làm đã. Tiếp theo người ta hỏi cái gì? Tính năng lượng tỏa ra phản ứng hạt nhân. Tức là cái sơ đồ này là khai thác được giả thiết 90 độ. Còn cái người ta hỏi năng lượng tỏa ra phản ứng hạt nhân, tức là với các phương trình. Với các phương trình thì có mấy công thức bằng gì? Tổng M trước trừ tổng M sau nhân C bình. Hoặc là bằng tổng K sau trừ tổng K trước. Đấy. Ở bài này người ta không cho khối lượng chính xác của hạt nhân, cho nên không thể dùng công thức này để làm được, mà phải dùng công thức dưới. Mà K sau là bao nhiêu? K sau là KHE. KHE cộng KX. K trước là gì? Là KH. Thay vào là ra kết quả. Thế thì ở đây KX đã có rồi. KX đây sao gì? 5,45 cộng với 16 được bao nhiêu chia 6? Thì kết quả đây là 3,575. Thay KX xuống đây. Thay KHE là 4 vào đây. KHE là 4 đây. KH của chúng ta là 5,45 là KH 5,45. Thì bấm máy ra được gì? Cái này cộng với 4 trừ đi 5,45 thì kết quả là bằng 2,125 MeV. Đó. 2,125 MeV thì đáp án của bài này là đáp án B. Ở đây thầy chỉ muốn chú ý là khi chúng ta giải bài toán liên quan đến phần vật lý hạt nhân, phương trình phản ứng hạt nhân mà đề bài cho góc giữa hai hạt thì chúng ta sử dụng sơ đồ này nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Viết ra, viết sơ đồ ra là viết ngay là phương trình. Còn nếu chúng ta không nhớ, không có sơ đồ này, không có công cụ này, chúng ta phải tuần tự trình bày từ định luật bảo toàn động lượng rồi mới suy ra kết quả này thì nó sẽ dài hơn rất nhiều và mất rất nhiều thời gian. Tiếp theo thầy muốn trình bày ví dụ số 2. Bây giờ chúng ta cùng làm một câu ví dụ 2 là trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Câu vật lý hạt nhân, đây là một câu tương đối khó. Tức là mấy năm gần đây thì cái xu hướng ra những câu khó nó không hẳn chỉ thuộc phần dao động điều hòa, phần sóng và phần điện xoay chiều nữa, mà có những câu khó thuộc phần các chương sau. Thì đây là một câu điển hình của phần vật lý hạt nhân mà lại được nâng cao thành một câu khó. Thì đề bài bài này như thế nào? Dùng một hạt nhân alpha có động năng 5 MeV bắn vào hạt nhân nitơ 74 đứng yên thì gây ra phản ứng này. Thế thầy vừa giới thiệu nó là một câu khó, tuy nhiên nếu như mà chúng ta có sơ đồ vừa rồi thì cái khúc đầu chúng ta xử lý rất đơn giản, chỉ đánh giá một tí tẹo phần sau nó lại trở thành câu khá là bình thường. Rồi thầy nói tiếp nhé. Liên quan phản ứng hạt nhân, ta viết phản ứng hạt nhân ra. HE này là 24 cộng nitơ 714 thì tạo thành hạt nhân X cộng với hạt H11. X đây sẽ là bao nhiêu? Hai cái này cộng nhau là 9 trừ 1 còn 8. Hai này cộng nhau là 18 trừ 1 là 17. Như vậy X là một cái hạt nào đó, Z bằng 8 và A bằng 17. Tiếp theo, phản ứng này thu năng lượng là 1,21 MeV. Thì chúng ta có cái gì? Về các phương trình là gì? Phản ứng thu năng lượng thì với các phương trình âm bằng trừ 1,21 MeV. Đó, để đấy đã. Và không gây ra bức xạ gamma, tức là phản ứng này không có bức xạ gamma. Lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị U bằng số khối. Tức là chúng ta coi như khối lượng của hạt HE bằng 4U, của nitơ bằng 14U. Đấy, tương tự thế. Hạt alpha động năng là 5 MeV. Hạt alpha là hạt này. Động năng là 5, thì chúng ta viết 4 này là số khối, nhân 5. Hạt này đứng yên, viết 0. Hạt này không có động năng, phải viết là 17 nhân động năng của nó. Động năng nó bao nhiêu? Chúng ta nhìn nhé. Nhìn đọc tiếp đề bài nữa. X bay ra theo phương lệch với hướng chuyển động của alpha một góc lớn nhất thì KH bằng bao nhiêu? Thế thì chúng ta chưa có cái này rồi. Đọc hết đề bài thì không có KX, không có KH, thì ta gọi cái này là, để dễ làm ta gọi X đi. Đây là 1 nhân y đi.
x là k động năng của h, xin lỗi, x là động năng của hạt x, y là động năng của hạt h. Và người ta nói là gì? Trong tình huống hạt x bay ra theo phương lệch với phương chuyển động của hạt alpha, tức là quan tâm góc giữa x và alpha, một góc lớn nhất, x là đây, alpha là đây. Quan tâm góc hai hạt này cùng phía khác phía nhỉ? Khác phía, một cái là phần bên này, một cái phần bên này. Rồi, thì đây trừ 2 cos beta nhân căn. Căn của gì? Của hai nhóm mà nhân với nhau. Hai nhóm nhân với nhau. Đấy. Người ta quan tâm góc giữa hai hạt này thì trên sơ đồ đã thể hiện cái điều đó ra. Và người ta nói là trong tình huống góc này lớn nhất, tức là góc beta lớn nhất, hàm cos thì là hàm nghịch biến trong khoảng từ 0 đến pi trên 2. Thế thì góc này lớn nhất, góc này rồi nó hàm nghịch biến trong khoảng từ 0 đến pi. Góc này lớn nhất thì khi cái cos này nhỏ nhất. Như vậy mục đích của chúng ta là phải tìm được cos beta và đánh giá được cos beta nhỏ nhất thì lúc đấy góc lớn nhất. Đấy, chú ý nhá, để nhắc lại cho đấy nhá, để người ta hiểu này. Khi góc lớn nhất, beta lớn nhất thì điều này xảy ra khi và chỉ khi cos beta min. Như vậy phải đi tìm điều kiện xem khi nào thì cos beta min. Và từ cos beta min thì chúng ta phải suy ra được KH. KH chính là y đấy. Bằng bao nhiêu? Đấy. Bài toán chỉ có thế thôi. Tóm tắt ra là sơ đồ và ta phải hiểu rõ là ở đây tìm y trong điều kiện góc beta lớn nhất. Góc beta lớn nhất tức là cos beta min. Như vậy ta phải tìm cos beta đã. Rồi ta có này. Ta có điều thứ nhất này. Ta có về các phương trình là -1,21 bằng. Bài toán này không khối lượng chính xác thì về các phương trình chúng ta sẽ tính bằng tổng k sau trừ tổng k trước, tức là x cộng y trừ 5. K trước là k của Haley là 5. Rồi đây cái thứ nhất là từ về các phương trình thì ta có được cái điểm này. Cái thứ hai chúng ta phải tìm gì? Từ cái sơ đồ này, từ sơ đồ này thì ta suy được gì? Hai này nhân với nhau là 4 nhân 5 này, cộng với hai cái này nhân với nhau là 17x này, trừ 2 cos beta nhân căn. Căn của hai nhóm này nhân với nhau là 4 nhân 5 nhân 17x bằng cái nhóm còn lại bằng y. Chúng ta có hai cái. Như vậy đến bây giờ là chúng ta có hai thứ này, không còn gì nữa. Tìm y khi cos min. Thế ta rút từ đây, ta rút cos ra. Nè, từ đây thì ta có được điều gì? Ta có 1 nhé, đánh dấu 1, 2 nhé. Khi làm trắc nghiệm thì chúng ta sẽ làm gọn gàng thôi. Đây thầy trình bày để cho các em hiểu rõ này. 1 thì có được điều gì này? X cộng y của chúng ta bằng bao nhiêu? Chuyển cái này sang đây. Lấy 5 trừ đi 1,21 bằng 3,79. Rồi. Còn cái dưới này, 2 thì có được cos beta bằng, vứt hết mọi thứ, chuyển cái này sang đây, chuyển in đây. Rồi chia ra cos beta sẽ là gì? 4 x 5 là 20. 20 này. Cộng 17x. Chuyển y sang đây, trừ y. Chia cho, chia cái nhóm này. Căn này. Căn của 20 nhân với 17 thì 340. 340 nhân với x. Đấy, cos beta bằng cái này. Bây giờ phải đánh giá được cos beta min. Thế ta thế đó. Ta rút y ở trên này, thế ở dưới đây. Ta từ đây ta suy được y bằng là gì? 3,79 trừ x. Thế ở dưới đây thì ta có điều sau này. Cái phần lý của bài này là xong rồi. Còn khó khăn cái chỗ này là phần toán. Thay vào đây là 20 này. Rồi. Cộng 17x này. Trừ y. Trừ y là trừ này. 3,79. Trừ đi trừ x là cộng x. Chia cho. Căn của 340 nhân với căn x. Rồi.
Viết gọn gàng lại nhé. Bằng này. Hai này cộng lại với nhau. Nào. Lấy 17, 20 trừ đi 3,79. Những con số này không quan trọng đâu nhé. Nó không phải là cái mấu chốt của bài toán. Những con số ta ghép lại với nhau thôi. Hai này ghép lại với nhau là 18x. Rồi. Chia đây là căn của 340 nhân căn x. Rồi đến đây ra cái rất là gọn gàng. 1 trên căn 340 thầy để ngoài. Trong đây là 16,21 trên căn x cộng với 18 căn x. Đấy, đến đây dễ dàng rồi. Cần đánh giá là cos beta min. Mà chỗ này chúng ta thấy là hai thằng này nhân với nhau là một con số thì chúng ta áp dụng bất đồng thức cosi đã có ngay. Ta có điều sau này. Ta có 16,21 chia cho căn x cộng 18 căn x thì lớn bằng hai căn của hai cái thứ này nhân với nhau ra 16,21 nhân với 18. Vì căn x mất đi rồi. Mày viết đây để nhìn dễ này. Đấy. Từ đây ta suy được là cos beta min. Cái cos beta min nhé. Khi và chỉ khi hai cái này bằng nhau, 16,21 trên căn x bằng 18 căn x thì từ đây tương đương nó là gì? X bằng 16,21 chia 18 bằng 0,9, xấp xỉ 0,9. Thay vào đây suy ra y. Y bằng gì? 3,79 trừ 0,9. Kết quả bằng 2,89 MeV. Đó, nhưng mà đáp án câu này là gì? 2,89. Như vậy chúng ta tính được là y bằng 2,89. Đề bài người ta hỏi là thì k có giá trị gần nhất, chính xác của chỗ này là k gần nhất giá trị nào trong các giá trị sau, thì ở đây nó sẽ gần nhất giá trị 2,96. Đấy, thì đấy là lời giải của bài này. Thầy nhắc lại một tí là bài này nó là một bài khó đối với phần vật lý hạt nhân. Tuy nhiên cái cách mà chúng ta sử dụng sơ đồ này thì làm cho chúng ta giải bài toán này nhanh hơn rất nhiều. Chúng ta viết một cái là ra ngay được một cái phương trình. Còn phương trình với các phương trình có một phương trình thứ hai. Và từ hai phương trình này chúng ta dùng bất đồng thức Cauchy thì giải ra được. Và đây là một bài toán khó. Khó không phải ở phần vật lý mà khó ở phần toán. Tức là các thầy cô ra đề họ lồng ghép phần đánh giá bất đồng thức vào để chúng ta xử lý rồi mới ra được kết quả của bài lý. Thầy nói lại bài này xét về mặt vật lý thì không khó. Nhưng nó chỉ khó ở mỗi chỗ phân tích toán thôi. Với những cái kỹ năng sử dụng sơ đồ để giải quyết bài toán vật lý hạt nhân như thế này, nó sẽ làm chúng ta giải khá hiệu quả trong các đề thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Và trong khóa PENM thì thầy cũng có mô tả, có đưa ra đầy đủ phương pháp, đưa ra sơ đồ và các hệ thống ví dụ từ dễ đến khó. Còn đây thầy lấy hai ví dụ điển hình. Ví dụ thứ nhất là áp dụng một phát ra ngay. Ví dụ thứ hai là thầy lấy cái đề thi năm 2018 để chúng ta thấy là áp dụng vào một đoạn đầu rất dễ. Nhưng vì đây là bài khó cho nên nó mới giải dài dòng này thôi. Còn thực ra cái phần liên quan đến cái định luật bảo toàn động lượng ấy thì nó khá đơn giản. Thầy nói lại là trong PENM thì thầy có một chuyên đề liên quan đến phần này và có hệ thống ví dụ từ dễ đến khó để chúng ta áp dụng cái sơ đồ này rất hiệu quả. Còn trong PENC là khóa ôn luyện toàn diện thì có đầy đủ các chuyên đề cung cấp cho các em đầy đủ hệ thống phương pháp để giải các bài toán liên quan đến môn vật lý trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo.